gì đó, cái kèo, cái kèo gì mà chị thua ai và bị như thế nào? Nhập nhò gì vậy? Nhập nhò gì ha? À, nhưng mà hơi nhiều. Rồi, cái thứ gì? Dạ, ẩn ẩn thua kèo PK, chị Lộ Lộ ăn 10 cái bánh tiêu. Kèo tôi. À, chị hả? Thua bạn hả? Ừ, tôi. Vậy là chị không thua bà Lộ nữa hả? Trời ơi, bữa nay có mình chị trả một kèo hay bọn nha. Rồi, tương bữa nay là trả có 4 kèo, quý vị ở cái cuối chương trình để coi ẩn ẩn trả 4 kèo. Rồi nè, vậy là thua bà thì bà cầm bánh tiêu đi cho ta. Rồi. Rồi, chuẩn bị nha, nhà sôi động lên giùm em nha. Chuẩn bị 1, 2, 3. Dạ, bấm giờ giùm em 2 phút ạ. Ăn xong cứ nghẻ luôn. Kính thưa quý vị, dạ đây chính là thử thách vượt lên chính mình. Trong vòng 2 phút đồng hồ, người đẹp ẩn ẩn còn được gọi là chú tư ẩn sẽ ăn 10 cái bánh tiêu. Ê. Dạ, leo ra, chú tư ẩn ẩn năm nay đã 62 tuổi. Chú tư ẩn ẩn nuốt được 10 cái bánh tiêu này vô trong miệng mình trong vòng 3 phút không nha mọi người ơi. Trời ơi, phải gì thế tính toán không? Trả kèo gấp đôi. Đó là
bây giờ dập này 5 cái, dập ra 5 cái. Bây giờ nếu mà không ăn hết 10 cái bánh tiêu này thì ngày mai phải trả kèo, nhét 10 trái sầu riêng vô người. Được không? Nói nghe nè, bây giờ tôi xin mày kìa, giờ cho chị ẵm trả nhiều thôi. Tại vì hôm nay là chị ẵm trả nhiều kèo lắm. Từ từ đi, đây tới cuối giờ còn nhiều đó. Dạ bây giờ là coi như là ăn. À, sổ đi, bây giờ ta ngồi đó ta ăn. Rồi, rồi. Ăn lấy sức để cái kèo sau trả tiếp. Tại vì á, mình đã giam vậy rồi, khán giả ủng hộ mình rồi, đúng không? Thì mình phải làm cho nó tròn, đúng không? Tại vì giờ kèo sau là cổng, cổng đi vòng vòng lên luôn. Đúng vậy. Ăn lấy sức, ăn lấy sức. Đúng vậy, quý vị, quý vị, ta không biết sao có chuẩn bị dò sổ giờ chứ. Ê, phát đi. Sao tự nhiên mày coi truyền hình luôn vậy? Ủa mẹ, à, ủa mẹ, thật sự. Sao dám nói? Mình đang coi thật sự hả? Bán hết chưa? Bán hết chưa má? Hết chưa? Còn dễ thẩm bán đi má. Dạ. Còn một tờ thôi quý vị. Nghe kia nè, giữa trái tiệm nè, kéo vô tay. Vô. Mấy gì ra? Mấy gì đến đâu? Gì ra? Mấy gì ra? Nghe thử người ta nghe. Cái gì vậy? Má thắp bính nó biết lẫn luôn. Thắp cái đầu xong lẫn luôn, nó ý chấn động luôn. Còn dễ không? Còn không? Còn 5 tờ. Tại sao chị em bán đứng xếp hàng cái này rồi mày còn 5 tờ? Ê kìa Giang ơi, anh Giang kìa. Thấy không? Dạ, chết đối rồi thấy không? Một kìa, còn cuối vô hồ chuyện với em quý vị. Trời, đây là đây nè bé ơi. Mày hít gì ra? Mày hít gì ra? Mày hít gì ra? Mày hít gì ra? Mày lo thân mày đi, bây giờ mày mày chỉ bạn. Ví dụ như mày đứng trên đây mày chỉ tao không tức nữa. Mày bán ế thấy mụ đậu luôn, nhưng mà mày chỉ tao. Chết rồi, vụ này sao nữa rồi? Sao nữa rồi? Sao giờ? Ăn gian, chia tam, chia tử. Không sao, hết sao rồi, bánh tiêu. Thì ông đi cây thì không có ăn gian, chỉ có ăn giùm thôi. Chị ăn giùm. Ăn giùm ăn dối hả? Mày chị vẫn ăn đàng hoàng mà, tại vì tự nhiên có người lại giùm đồ ăn của chị ơi, chứ chị đâu ăn chè đâu. Sáng có mắt ra chưa ăn giùm nó nghe nè. Sáng có mắt ra chưa ăn giùm, em không biết ơn mà tự nhiên giống như là người ta là cô hồng sống vậy đó hả? Cái đó chuyện nói chứ không nói nè. Hôm qua lời thì bà là ta thành cô hồn sống hết trơn quá. Mà ta ăn giùm nó tới bà là thành cô hồn nó, mà tế ta luôn đó má. Ta má này đi chùa mà cho dai dữ lắm, tự nhiên nó miệng hồn đó trời. Hứa mi bước ra, tự nhiên đi Hứa Mi ra làm gì? Hỏi vô ăn lại. Cho tôi, ăn lại đi. Trời ơi, là trời. Sao cái chuyện gì mà cô dám làm được? Trời ơi, trời ơi. Cái mặt bà xấu luôn, cái tâm hồn cũng thấy ghê luôn. Trời ơi, vừa xấu vừa dơ luôn. Xấu người, xấu cả giấc mơ. Trời ơi. Trời ơi.